một cây quất. Mình trồng một cùng một lúc hai cây một cây thì để trước cửa ra vào của quán. Ai ra vào cũng chào hỏi và nhiều niềm vui đến với nó, cho nên là nó ra hoa kết quả rất là tốt, mùi hoa của nó rất là thơm. Còn cây ở nhà thì để một góc không ai nhìn đến, héo ủ rũ. Đây là kết quả của tình yêu thương gửi đến. Ở đâu có yêu thương thì ở đấy phát triển sinh sôi này là tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Đấy là quy luật hấp dẫn, quy luật của năng lượng. Vậy nên chúng mình hãy gửi nhiều yêu thương vào thế giới này nhé.